Аймны Мактаал Авралгуурын цохогт. Авралгуурын цохогтоо алсалуугаа талварч ара хормог уугаар амтан бүхэндээ нэтгэлтэй. Оммани багмай хом, оммани багмай хом. Chương thì có
1.000 năm chứ không phải là chỉ có 2.600 năm thôi. Thì chúng ta để ý rõ đây là lịch sử Phật giáo cả Ấn Độ. Nó chia là năm Bắc Phương. Bắc Phương mình có là Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam. Bên Nam Phương mình có vùng Đông Nam Á, cũng như các nước như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào và đảo Java. Java đó là đảo ở Ấn Độ Dương, Ấn Độ, nước Indonesia đó. Tức là mình kêu là nước Nam Dương. Sumatra cũng là một cái đảo. Cái nước đó, cái Ấn Độ ở Indonesia có rất nhiều đảo. Và cái đảo Java và cái đảo Sumatra đó là hai cái đảo của cái nước đấy. Trong đó có một một cái quần thể của những cái tháp được quốc tế công nhận đó là sản phẩm văn hóa quốc tế. Tất cả những cái tháp đó xếp thành hình giống như Mạng Đà La. Quý vị có dần nghe chữ Mạng Đà La chưa ạ? Đó, đó. Thật ra sư rất là ước mong được có một cơ hội nào được đi qua đó. Chứng tỏ rằng thời đấy thì tại cái hòn đảo đấy đạo Phật rất là thịnh hành. Nhưng bây giờ thì phần lớn rất ít người theo đạo Phật ở đấy, phần lớn là người theo đạo Hồi, tức là đạo Muslim, đạo Hồi giáo. Bắc Phương đại thừa Phật giáo, Nam Phương là Nguyên thủy Phật giáo. Mình đến thời đại Nguyên thủy Phật giáo thì là cái phần đại thế đến cuối thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Sau vương triều Asoka bàn về sự biến thiên và phân biệt của các giáo đoàn Phật giáo từ năm 624 đến 270 BC, tức là before Christ, B là before, C là Christ. Christ là Đức Thiên Chúa đó, Đức Thiên Su đó. Đó. Thì người Tây Phương đó đặt năm 0 đó là năm số 1 đó, đó là năm bắt đầu cho kỷ nguyên của người Tây Phương, là năm mà Đức Chúa Giêsu ra đời. Đó. Thì với cái đấy thì Đức Chúa Giêsu ra đời sau Đức Phật của mình đó là 624 năm. Đó. Tại vì mình có chữ BC là dạ thưa bác, xin chú. Dạ thưa, có một lớp khác là Nguyên thủy thì nó dạ. Đức Phật sẽ ra năm 566 trước. Đúng thế, đúng thế. Mình theo Đức Phật thì theo 624 đúng không ạ? Đúng thế ạ. Lý do là khi mà chúng ta dùng cái này á, thì chúng ta có thể tính được cái Phật lịch. Thưa quý vị có biết Phật lịch là đi từ đâu tới không ạ? Có biết cách tính Phật lịch không ạ? Chẳng hạn bây giờ Phật lịch là năm nào ạ? Hai ngàn năm trăm sáu mươi ba đúng không? Nếu quý vị lấy 2019 á, quý vị trừ cho 544 á thì sẽ ra là 2563. Đó là Phật lịch của mình. Tức là Phật lịch là tính từ năm mà Đức Phật nhập diệt. Năm Đức Phật nhập diệt là năm 544. Năm 624 là năm Phật sinh ra đời. Vì là BC thành ra mình phải đi ngược lại, nó giống như là minus vậy đó. Mình từ chữ BC là 624 đó, mà đi ngược trở lại mình nói rằng là Đức Phật sống tại trần thế thì 80 năm. Từ 624 trừ 80 năm sẽ ra là 544. Thành ra với cái năm hiện tại bây giờ 2019 đó, chúng ta trừ 544 thì sẽ ra cái Phật lịch của mình. Dạ chưa trừ. Trừ tại vì 2500. Đúng không? Có ai có căn cứ lên không nào đi? Có cần phải xin đưa lên bảng không? Mình có cái bảng nhá. Mình đưa lên bảng, lợi dụng cơ hội dùng cái bảng về. Thưa cô, tôi đi trở lại như vậy cái năm như vậy nói là đi ngược lại 624 xong rồi 370 là đi ngược lại, có nói ngược lại không?
con hiểu cái vấn đề mình nói là đi ngược lại, thực sự mình đi forward, nhưng mà tại vì là nó là negative number thành ra là mình phải nói là đi ngược lại. Chứ thực sự là đâu có năm nào mà cái số năm mà mình sống bao giờ cũng đi forward. Dạ sư bắt đầu tính nhé. Đây năm Đức Phật sinh ra đời. BC là before Christ. Cái số này á, chẳng hạn mình tính như thế này là đây là cái chuỗi thời gian đó. Và bây giờ chúng ta đang đây là 2019 đúng không ạ? Thì cái năm bắt đầu chỗ này á là năm 0 à năm 1 đó. Chỗ này là Đức Chúa Giêsu ra đời. Chúa Jesus Christ. Đó, Chúa Giêsu ra đời thì là mình gọi là năm 1 đó. Thì Đức Phật của mình á là 624 đi ngược lại. Cái này số mình cộng lên và cái này đi ngược lại, tức là số này là negative. Đó, 624. Đó. Thấy chưa ạ? Tại vì mình đi ngược lại ạ. Thì năm đây là năm sinh của Ngài. Nếu mà Ngài sinh, Ngài sống được 80 năm, 80 tuổi đúng không ạ? Thì đó, tại đây mình trừ cho 80. Tại vì mình vẫn là nói chuyện là negative. Thật ra nó sẽ là 544 BC. Là năm này là Ngài nhập diệt. Nhập Niết Bàn. Rồi, cách tính Phật lịch. Phật lịch tức là lịch của Phật và giáo ấy. Thì mình dùng cái năm đợi năm năm này, năm cái current year là 2019 đó. Rồi mình trừ đi cái năm mà ngày mất, tại vì mình Phật lịch mình bắt đầu từ cái năm mà Đức Phật mất đó. 544 trừ đi thì sẽ ra là 2563. Xin lỗi, 2600 643 là đây. Đây là năm mà nếu mà mình lấy cái năm này á, Phật lịch là năm này. Dạ đúng rồi, thì mình sẽ ra là 200 ngàn, là năm cơn diệt 2019 đó. 2563. Cộng lộn nữa á, chữ này còn 9 đó. Vậy là cái này đúng rồi, tại cơ 2563 hiện tại. Dạ. 9 cộng này là 4 là 5, 5 là 4, 5 năm 0 rồi, đấy là năm hiện tại. Đó. Đây là Phật lịch. Phật lịch đây. Đó. Còn nếu lấy cái này hả? Cộng với cái này thì sẽ ra cái này. Rồi. Ok, nếu vậy mình làm cái này cho nó dễ. Phật lịch là 2005 đến năm năm current year 2019 cộng với 544, đúng không? À thì mình ra Phật lịch xin nhá. 2563 đúng không? Rồi Phật lịch đây. Rồi đã xịn. Thấy chưa? Rồi. Cái này mình để là BC và cái chỗ này mình dùng là AC. Cái năm số 1 đây. Thì cậu cái này trừ, tại đúng ra là một cộng nhưng mà tại vì cái năm này là năm âm đúng không, mình đi ngược, đây là kể như zero thì cái này đi ngược về đây là năm âm minus right. Rồi ok.
Rồi tí xíu nữa mình dùng cái này để mình nói chuyện về sắp đặt cả cái xã hội này.
thì một Đức Phật thì lý giải ngược lại, sinh ra dù sinh trong thời đấy Đức Phật không chịu, nói ô tại sao cái người này lại có quyền hành hạ, có quyền đánh đập người kia vô cớ, chỉ vì là họ sinh ra và bạn đặt ra cái loạn cái luật đó là bạn cứ hành hạ người khác, cái chuyện đó không có đúng, không có đồng ý mà. Rồi tiếp tục nhé, vùng quan trắc các phần thiện rồi thì Eren chế tác bộ kinh điển đầu tiên là bộ Rig Veda gồm 40 quyển gọi là như từ văn hóa. Rồi cái Asarik thứ nhì, cái Hoa Thị thứ nhì, nguồn tư tưởng thời kỳ thứ hai của là bà La Môn Giáo là thời kỳ đại Brahmana là Phạm Thư khoảng 1000 năm 1000 một trước là 1500 đến 1000 BC. Mình thấy đi gần lại thế nào, bây giờ đến 1000 cho đến 800 BC. Dân Elven tiến về phía đông, chiếm đồng bằng sông Hằng, làm căn đông có hệ thống vua quan chia xã hội làm 4 giai cấp. Đó là bà thứ nhất là bà La Môn, lo về nghi lễ tế tự. Thứ hai là Sắc Đế Lợi, là cái nhóm mà chuyên về vua quan, về các kia chiến sĩ, về các cái hiệp sĩ. Thứ ba là Kỳ Xá, tức là nhóm này là bình dân, những sĩ những công nông thương, những người mà buôn bán hoặc là làm những cái nghề có cái tính cách nghệ thuật đó. Và cái giai cấp cuối cùng là Thủ Đà La, là giai cấp này nô lệ. Họ tự đặt ra cái giai cấp như thế này và họ nói rằng là đó là có một cái bộ luật của đấng bề trên đưa xuống, là chúng ta phải sắp đặt cái xã hội chúng ta theo như thế này để có tôn ti trật tự, họ nói thế. Thì trong cái này là người mà lớn nhất là Bà La Môn, không có làm gì hết, chỉ có cần phải đi tế lễ thần sông, thần núi, thần mưa, thần gió là ông ra đến, hoặc là cần đọc kinh cho đức vua nghe thì là ông đến, ví dụ vậy, ban phước lành cho thì ông đến. Còn vua Sắc Đế Lợi là cái giai cấp thứ nhì, cũng được trọng vọng. Đây là những người vua quan cần ra có quyền sinh sát trong tay. Những người mà ở từ giai cấp thứ nhất và thứ nhì là có quyền đọc kinh điển. Giai cấp thứ ba cũng có thể, về sau thì mình thấy là giai cấp thứ ba cũng có quyền đọc kinh điển. Giai cấp thứ tư là hoàn toàn như có được. Mà có những cái điều bất công, chẳng hạn như người mà giai cấp hạ tiện lớn Phù Đà La đang đi mà thấy cái người trong giai cấp cao hơn mình đó là vội vàng phải tránh đi, đừng có để cái bóng của mình đó mà xâm phạm đến cái bóng của người ta, là cũng là ô uế cái con người ta có thể mà giận dữ lên là đánh đập mình, là mình cũng phải chịu thôi đó. Những cái điều rất là lạ kỳ mà chúng ta bây giờ đó, và cái xã hội văn minh và cái xã hội tiền tiến đó, chúng ta nghe những chuyện này chúng ta không thể nào hiểu được. Nào, chúng ta rất là may mắn sống trong xã hội như vậy. Mà hiện tại bây giờ không phải là chỉ có nước Ấn Độ vẫn còn cái giai cấp này, thưa quý vị, có cái vẫn còn cái này, cái tiếng Anh nó tên là caste system, caste, caste tức là cái hệ thống giai cấp trong xã hội. Cái caste system này nó làm cho cái xã hội của Ấn Độ nó rất là khó khăn để mà tiến lên. Chẳng hạn những người học thật là giỏi, có được cái trí khí, nhưng mà anh ở trong cái giai cấp thấp là anh có được làm cái gì mà ấy, là anh có thể học rất là giỏi nhưng mà không có được trọng vọng. Có chuyện gì thì cái người giai cấp cao hơn vẫn có quyền chỉ trích anh, mặc dù anh là thông minh, anh là có bằng cấp. Thì cái này nó làm cho xã hội của anh rất là khó nghĩ. Tại vì vậy ấy, trong cái khoảng thời gian mới đây, những người mà trong cái giai cấp mà kêu là Phủ Đà La, còn ngoài ra còn thêm một cái giai cấp nữa, nó kêu là giai cấp mà không có được công nhận đấy, nó kêu là tiếng Anh nó kêu là Dalit, D-A-L-I-T, Dalit, hay là tiếng Anh nó kêu là untouchable, tức là không có, nó ngoại lệ, cái này đó là giai cấp nghĩa là không thể nào mà cái là thấp kém, không có thể được. Chỉ cái nhóm này là còn khổ, Phủ Đà La đã khổ, mà Đà Lít là còn khổ hơn nữa. Thì những người này á, thấy là cuộc đời của mình á, khi mình sinh ra đó, là mình ở giai cấp nào của bố mẹ thì là mình là cái giai cấp đó thôi.
nếu mình lỡ ở trong giai cấp phủ đà la phải chịu phủ đà la, ở trong dalit là phải phủ dalit, dù có bạn có giỏi đến bao nhiêu đi nữa bạn không làm được cái gì cả đó. Thành ra đó là cái bất công trong xã hội của Ấn mà bây giờ vẫn còn đó. Vì biết không, những cái thói quen của lề lối của xã hội ấy, phải có một thời gian rất lâu mới cải đổi được, khó lắm ạ. Rồi sư đang ở trang số 3, nguồn tư tưởng thời kỳ thứ 3 của Bà La Môn giáo là triết học Upanishad, tiếng Việt dịch ra là áo nghĩa thư, khoảng 800 cho đến 600 BC. Chủ trương của cái thời gian này là bắt đầu nói rằng là phạm và nhã đồng nhất. Phạm là ai? Phạm là Phạm Thiên, tức đấng Brahma, tức là cái đấng thượng đế của họ, họ tên là Phạm Thiên, là Brahma. Cái người mà giai cấp Bà La Môn đó thì họ nói là tôi từ miệng của Brahma sinh ra, tức là cái dòng này là thánh thiện. Còn giai cấp sát đế lợi đó thì nói tôi là hiệp sĩ, tôi từ cánh tay của Phạm Thiên sinh ra. Còn giai cấp tỳ xá thì tôi từ cái chân, tại đấy người làm công việc về đồng áng, về công nghệ, tôi từ cái chân của Phạm Thiên sinh ra. Và cái giai cấp mà cuối cùng là thủ đa la đó, là dưới bằng chân của Phạm Thiên sinh ra đó. Bạn thấy là nó đặt từ họ đặt ra những cái bộ luật như thế, bộ luật mà có nói những cái điều này tiếng Anh đó, nó tên là Manu, M-A-N-U, Manu. Cái bộ luật Manu này á, nó điều khiển hết cả cái đời sống của dân Ấn Độ. Và họ tin như vậy, họ tin có đấng Phạm Thiên. Rồi khi mà nói tin với người này đặt ra là ô tôi từ biệt đó, vậy là rất là trang trọng. Tôi từ tay, tôi từ chân, tôi từ bàn chân. Chủ trương phạm nhã đồng nhất, tức là cái đấng Phạm Thiên đó, mình á, là cái chữ nhã của bên đến Ấn Độ kêu là Atman, tức là A-T-M-A-N, Atman. Phạm là Brahma, mình là Atman. Thì phạm nhã ngã đồng nhất có nghĩa rằng là bây giờ là đã là có một cái sự kêu là tiến triển rồi đấy nha. Chứ mà trước bây giờ đó là mình có cái đứng đấy xong rồi những người này từ miệng của Phạm Thiên sinh ra, từ tay sinh ra, từ còn bây giờ mình nói chuyện là mình với đến Phạm Thiên đó là đồng một thể. Và lý tưởng giải thoát gồm có ba giai đoạn. Thứ nhất, đi tìm giải thoát nơi mình, không phải bên ngoài. Quý vị từ từ nghe xong rồi so sánh với đạo Phật của mình thì thấy nó có giống không? Giống lắm. Thứ hai là thoát luân hồi bằng cách an trụ và bản tánh, bồi dưỡng trí tuệ. Thứ ba là tu theo du già, tức là yoga, tức là thiền định, để phát linh trực quán trí. Khi chân ngã hoàn thiện, chân ngã là cái bản ngã của mình, mà cái chỗ mà chân Phật mà thanh tịnh nhất á, toàn thiện, đó là không còn chỗ nào mà hư hại hoặc là xấu nhất á, thì ác mân đó là cái bản ngã đó sẽ trở thành Brahman, mình trở hợp cùng với lại với Phạm Thiên, cái đại ngã, và mình đi đến giải thoát đó. Đó là cái sự suy nghĩ của Upanishad, tức là áo nghĩa thư, họ nghĩ như vậy. Và Đức Phật dùng không có sai là dùng cái này, và Ngài mới đặt ra nếu vậy thì làm sao? Họ nói là mình phải đi tìm giải thoát nơi mình, chính nơi mình, không có một đấng nào ngoài đó. Trước đây là nói là có cái đấng nào đó họ sẽ ban phước lành cho mình, còn cái áo nghĩa thư là bắt đầu là suy nghĩ là tấn tiến hơn nhiều, không ai khác, ta là cái người mà có cái trách nhiệm trên cái sự giải thoát của chính mình. Mình tìm ngay cho mình chứ không tìm là sâu xa. Mà muốn được giải thoát thì mình làm sao? Phải thoát luân hồi. Tất toàn những cái ý tưởng này chúng ta thấy là rất gần gũi với đạo Phật của mình, phải không ạ? Rồi tiếp tục là chúng ta tư tưởng triết học thời Đức Phật xuất thế. Tức là Đức Phật ra đời đó. Tư tưởng của thời kỳ Rigveda, Brahmana và Upanishad là tư tưởng căn bản của Bà La Môn giáo. Khoảng 600 BC về sau, tư tưởng Ấn Độ phát triển
phát sinh ra nhiều tư tưởng tôn giáo và triết học mới như Phật giáo, Kỳ Na giáo, luật sư ngoại đạo và sáu phái triết học. Đó là những cái sự suy nghĩ về triết lý, về cái vấn đề tâm linh đó. Thời bây giờ, thời cái năm 600 BC đó, là những cái tư tưởng này hiện ra. Và đạo Phật của mình là trong cái khoảng thời gian đó. Kỳ Na giáo, tiếng Anh của họ nó tên là trên là giáo chủ là Vardhamana, dịch là đại hùng. Ông chủ trương phương pháp tu hành khổ hạnh là phương pháp giải thoát luân hồi. Cái Kỳ Na giáo này á, vì là khổ hạnh nó, và quý vị biết là Ấn Độ nó mát thì nó nóng, không có cùng tận đâu họ sao hành hạ mình trời nóng như vậy, cởi hết quần áo ra đứng ngoài phơi ngoài nắng, chưa xong còn đứng một chân, chưa xong còn ngồi lên bàn trông, chưa xong còn không chịu ăn gì cả. Nói chung là cố gắng hành hạ mình. Họ nghĩ rằng bố mình hành hạ khổ sở như vậy, mình không có cái thì giờ để suy nghĩ bậy bạ, đúng không? Mình có được cũng như là đồ ăn nhiều rồi, mặc quần áo đẹp rồi, có suy nghĩ lung tung rồi, có này cứ chẳng có gì hết rồi đó. Thôi mình chỉ có một cái mục đích là làm cho nó như là tận cùng, cố gắng như là để cho cái sự mà khổ sở nó đến tận cùng luôn. Đó là Kỳ Na giáo. Cái nhóm này mình kêu là nhóm loại thể rất là nguy hiểm. Mình coi Ấn Độ gặp mấy nhóm này là mình không biết trốn đi đâu cho khỏi nữa. Tại vì họ chết rồi lên người của họ, như là cho rồi cái gì của họ đó, họ chết lên xong rồi họ cứ đi như vậy á. Nó nói quá, xin may mắn chưa gặp, chứ không gặp mình cũng biết trốn chỗ nào nữa, nhưng nó khổ ghê lắm. Nhóm thứ hai là luật sư ngoại đạo, là sáu nhà ngoại đạo, chủ trương lý thuyết khác nhau, bộc phát nhất thời rồi bị tiêu diệt. Đó. Cái này là nhiều người nghĩ thế này, rồi nghĩ thế kia, rồi đặt ra. Mình tôi là giáo chủ của cái phương pháp, tôi nghĩ tất cả mọi mọi ví dụ họ nghĩ tất cả mọi vật đều là số không hết, hoặc là tất cả mọi vật đều hiện hữu, nó tiếp tục hiện hữu hoài thôi. Nghĩa là có nhiều giáo phái rất là khác biệt, rất là chống đối nhau, nhưng mà họ tin, khi mà họ tin cái người giáo chủ đã được đặt ra cái môn phái rồi, để có những người tin theo, nghe lời giảng giải, nó ôm hết quá, đồng ý đi theo. Nhưng mà những lý thuyết này không có được giữ lâu dài. Thật ra cái sáu luật sư ngoại đạo, luật là sáu, sư là thầy, ngoại đạo, tức là cái sự suy nghĩ của họ nó khác với cái tư tưởng đương thời. Thật ra lúc nó bộc phát rồi xong rồi nó tàn lụi, nó không có được giữ lâu dài trong cái tiến trình về tâm linh của Ấn Độ. Sáu phái triết học, ngược lại sáu phái triết học thì có chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của ba thời của Ba La Môn giáo, tức là mình mới nói trên đó. Nhờ như vậy đó, thì sáu cái phái triết học này đó, từ từ nó được càng ngày được các cái vị giáo chủ, các vị thầy giỏi, nó làm cho nó tốt hơn, được suy nghĩ cho nó được trí cuối cùng của cái sự suy luận của họ đấy, rồi vẫn giữ được cái sắc thái cho đến những năm sau. Cái nhóm thứ nhất họ kêu là phái Niyaya, tức là tiếng Việt mình gọi là chính lý phái. Chủ trương con người sinh ra là khổ vì nghiệp đưa đến phiền não, do vì vô tri, vô là không, tri là biết, tức là vô tri giống như vô minh vậy đó. Thế nên các vị nghe thấy cứ giống Phật giáo chưa? Sinh ra là khổ rồi, tứ diệu đế nha, đúng không? Vì nghiệp nha, nghiệp báo. Tương tự như lý thuyết 12 nhân duyên. Giáo lý phái này sau được hoàn chỉnh lại bởi các tổ luận sư là Thế Tân và Trần Nam, thần luận lý học. Đó, thần ra cái phái này là mới đầu họ nghĩ như vậy đấy. Nhưng mà cái khởi đầu cũng là đúng rồi. Rồi từ từ các cái vị mà luận ra đó, luận là người mà từ một cái lý thuyết nó rất là khó hiểu, mình giải thích ra, nó kêu là luận bàn, giải thích ra.
để cho bác sĩ hiểu hơn à, những vị luận gia mà mình nhắc ở đây giống như ngài Thế Tân và ngài Trần Na là những vị luận sư rất nổi tiếng của Phật giáo Ấn Độ. Và sau đó được tiếp tục với cái tên mới là luận lý học, của trước đó là chính lý phái, và sau từ từ đến cái thời của sau Đức Phật ấy, thì là lấy tên là luận lý học. Tiếp tục là 3.2 phái Vaisheshika, mình dịch ra là thắng luận phái, chủ trương thuyết thanh thường trụ, thanh là âm thanh, tức là âm thanh thường còn, chứng đứng trên lập trường tự nhiên triết học để giải thích về vũ trụ và vạn hữu. Cái phái này xong không còn, chủ trương tu là khổ hạnh để đạt đến cảnh giới ác mân, tức là cái tiểu ngã của mình đó, hay là cái ngã của mình đó là thực thể bất sinh bất diệt. Nói cái đó không là mình thấy là vất vả đó, cái con người của mình là bất sinh bất diệt đó, là lý tưởng của giải thoát tu khổ hạnh để diệt nghiệp. Cái này cũng hơi giống như cái mà mình mới nói các trang Nga đó, đúng không? Tức là những người mà đứng trên bàn trông ngồi giữa nắng đứng một chân, nói chung là ai cũng nghĩ cần phải khổ hạnh chứ. Và Đức Phật chúng ta cũng có một thời gian 6 năm khổ hạnh, quý vị nhớ không? Đi cùng chân cũng đi vào trong cái chu kỳ đó, phải không ạ? Rồi phái Sankhya là số luận phái, chủ trương nhị nguyên luận, tinh thần vật chất, vật chất lập ra vạn vật, đối lập với vật chất là linh hồn và tinh thần. Còn phái thứ tư là phái yoga là du già, bây giờ vẫn còn chú trọng về thiền định để cầu giải thoát qua phương pháp trực thực tu gồm 8 giai đoạn. Thế nên giai đoạn như thế nào từ từ chúng ta có cơ hội sao. Phái thứ năm là phái Mimamsa là nghĩ mang tác, chủ trương muốn được sung sướng cần phải nhiều hình thức hy sinh, kết quả được thấy trong đời này hoặc đời sau. Tất cả những cái này đều có cái sự suy nghĩ của người giáo chủ, và khi mà họ lập ra cái trường phái là họ cũng có cái cách thuyết phục ghê lắm. Phái cuối cùng là phái Vedanta, Vedanta chủ trương Brahman là tổng nguyên lý của vũ trụ, là duy nhất, siêu việt. Atman là con người độc lập, chịu chi phối của Brahman. Vì Atman tạm nghiệp nên phải luân hồi, phải tu hành để trở về với Brahman là giải pháp. Thì trong cái lý thuyết bây giờ mình thấy từ cái thời mà ai áo nghĩa thư đó, là bắt đầu cái tư tưởng thứ nhất cái là con người mình đã đi sai đường, xong nào một cách nào đó mình bị đi sai đường và mình cần phải trở về, mình cần phải tu luyện, mình cần phải được giải thoát, và có phương cách giải thoát chứ không phải là mình chịu trận, có cách để làm. Rồi cuối cùng tiếp tục là trạng thái chính trị xã hội thời Đức Phật. Thời cổ đại dân Ấn Độ chia theo chính thể cộng hòa, thời Đức Phật theo chính thể quân chủ. Nước của Đức Phật thì quân chủ, tại vì có vua tự phạm, đúng không? Chính thể cộng hòa là sao? Hồi đấy giống như tất cả các cái bộ lạc ngày xưa mà thời xưa khai đấy, thì thường thường là chúng ta có những cái đúng như có súc vật cũng giống nhau thôi, tức là bao giờ trong một cái đoàn thể cũng phải có người mạnh nhất. Người ta có thể là về vũ lực mạnh, hai là đầu óc giỏi, rồi như vậy đó, để mà giữ vững cái nhóm của mình để chống đối với những nhóm khác đó. Thì cái người đấy là kêu là bộ lạc trưởng, là bộ lạc trưởng phải có thêm những cái người này. Ồ, ông đây là coi vùng bên phía tây, ông đây coi phía nam, ông đây coi phía bắc, ví dụ vậy hết. Cả mấy cái người đó cùng lấy nhau thành một cái cộng đồng, một cái hội đồng, nếu như vậy hết đó. Đó là cái tính cách đầu tiên đó. Nhưng mà sau này là nó nhiều người khác có rất nhiều ấy, mệt lắm, cho một ông vua thôi á, cha truyền con nối rồi cái ông vua có cha sẽ sinh ra ông vua con, rồi là huấn luyện cho nó, thế là công việc của mình sẽ được trôi chảy tại vì mình có một người độc nhất mà người này đã được huấn luyện đầy đủ để biết hết công việc rồi đó. Đó là cái thời của Đức Phật đã có cái chính thể cộng hòa hoặc là chính thể quân chủ, và trong cái cộng đồng của Đức Phật rất là thời đấy cái chế độ quân chủ. Có hai nước có chính thể cộng hòa là nước Ma Kiệt Đà và nước Kiều Tát La. Đây là hai nước mà lớn nhất thời đó. Nước Kiều Tát La là Kosala, là nước mà có cái lãnh thổ lớn nhất.
để tuần tới sư có chút xíu thì giờ sư đọc cái bài này cho quý vị nghe. Đây là một cái nghiên cứu mới, nó mới cũng không mới lắm, nhưng mà được một vị viết về từ cái thành phố Kathmandu ở tại Nepal. Quý vị biết Nepal là bây giờ là ngày xưa là vườn lâm thì đi, bây giờ là Nepal đúng không? Thì ông này ở đấy, và tại cái vườn lâm thì đi họ đi khảo sát những cái chứng cớ của lịch sử đó, và ông viết lại dựng lại cái dòng họ của Đức Phật như thế nào, rất là sư lần đầu tiên đọc các người thấy wow, hay quá. Sẽ xin giới thiệu quý vị vào tuần tới, chúng ta chỉ còn 15 phút nữa, đúng ra có 10 phút thôi, thành ra là cố gắng đi theo cái này. Rồi quý vị xin hoan hỷ khi sư đã phát cái này rồi, xin đọc cái này hộ sư nha, rồi kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục đó. Tại hai nước lớn, quý vị xin nhớ không nhớ được hết những nước, đúng ra là có tới 16 nước rồi mà nước Satya đó, dòng họ Satya là một trong 16 nước, nhưng mà nếu mà không nhớ được hết đó, xin nhớ cho xin hai nước thôi, đó là nước Kosala và nước Makita. Thấy chưa, Kiều Tát La đó, Kosala là Kiều Tát La, Makita là Magadha, đô thị là thành Vương Xá. Những cái này là chúng ta đọc hoài thôi, xá về phân kỳ thọ viên trung đó, Bục Liên mới đọc được không, quý vị nhớ cái nghe kinh chưa đó, những cái địa danh này là mình nghe hoài thôi trong kinh điển của mình đúng không đó. Và ở Kiều Tất La là xá vệ thành, bên kia là Vương Xá thành, bên đây là xá vệ thành. Cái đất của Kosala là rộng nhất cái thời đấy, là một cái khổ rất là rộng đó. Và Đức Phật đó, dòng họ Đức Phật thì rất là gần gũi với Kosala đó. Chúng ta sẽ hiểu sau nha. Thì những cái nước nhỏ nhỏ 14 nước kia đó từ từ đã bị có một số nước là bị dồn vào cái nước mà mạnh nhất của sau này đó là Makita. Còn nước Kosala về sau cũng bị nước Makita thôn tính luôn. Và từ đó nước Makita chính là do đức vua Asathe. Mà đó là một vị thí chủ rất là bảo vệ Phật giáo. Và điều đó ông là một vị vua giỏi, thành ra ông thống lãnh hết cái nước này nhỏ đó, làm thành một cái nước lớn của ông. Và từ đó ông cho đã dựng lại chỗ nào ông đi thăm viếng các nơi, chỗ nào là nơi Đức Phật đàn sang dựng lên cái cột đó, bây giờ vẫn còn cái cột bằng đá đó. Hoặc là xây lại những cái tháp để những cái xá lợi của Phật đó. Và những cái bài, những cái lời dạy của Đức Phật đó để viên lên, để mà dân chúng cùng theo đó để mà thi hành, để mà có một đời sống đạo đức đó. Cái điều quan trọng của vua Asoka, tức vua Ajun đó là vua không những như vậy mà con trai và con gái của vua, tức là hoàng tử và công chúa cũng đều đi tu luôn, cũng dẫn những cái phái đoàn để đi truyền đạo khắp nơi đó. Đó là cái công lao rất lớn của vua Ajun. Rồi tiếp tục bốn giai cấp Bà La Môn quy định đời sống rồi. Trong cái khi mà cái giai cấp mà Bà La Môn đó là cái giai cấp mà mình nói là mình lo về tế lễ, về nghi lễ đó, họ cũng quy định cái đời sống con người của trong xã hội đó, thì nó có bốn giai cấp luôn là phạm chi kỳ từ 7 đến 11 tuổi, và lúc đó phải học hành giống như mình đó, các học trung học tiểu học tiểu học trung học đó. Rồi thứ hai là gia cư kỳ, là lúc này là lập gia đình, sinh hoạt gia đình, có đời sống làm sao giữ vững được cái đời sống buôn bán, hoặc là có nghề nông hay cái gì đó, làm nhiệm vụ tế tự, tức là phải lo cùng giữ cha mẹ. Cái phần thứ ba là lâm cư kỳ, lâm là rừng, thì sau khi làm hết những bộ phận mình rồi thì mình làm sao đi vô rừng tu, làm sao nhiệm vụ gia đình để vào rừng tu luyện, đó là lâm cư kỳ. Và thứ năm là cái thứ nào là du hành kỳ, du là đi khắp nơi và thời lão niên, tu hành thần tượng, đi du hóa, đi khất sĩ, làm hành giả đó. Thì
cái khi mà Đức Phật nhìn ở cái thời kỳ mà kêu là đi bốn cửa thành đấy, và ngài cũng gặp một cái vị mà đi du hành kỳ này nè, vị này đã tu hành rồi, và họ đi để giáo hóa mọi người. Vì sự tất công trong bốn giai cấp trong xã hội, nãy mình nói rồi, nắm chút xíu về bốn giai cấp rồi đó ngài, giai cấp Brahmin, sắp đến lời, rồi Phệ Đà, rồi Thủ Đà La. Vì sự tất công như thế, thành ra Đức Phật lập ra tôn giáo để làm cho mọi người trên mọi phương diện đời sống và sự tu hành. Tức là hồi xưa đó, chỉ có người mà giai cấp ba cái giai cấp trên được thôi, chứ còn phải là được đọc kinh, được tu hành thôi, còn giai cấp cưới là không được. Bây giờ ra ai cũng được hết. Điển hình là ngài Ubali, trong cái giáo đoàn của ngài có một vị Ubali, ngài đó là ngày xưa là Phật cả, tức là đi cắt tóc cho mọi người, để coi là cái nghề là đê tiện chứ không phải là nghề làm dân giá. Nhưng mà khi ông sau khi cắt tóc cho mấy vị vương tử đã kiến Phật về đó, cắt tóc cho vương tử rồi, thế ông suy nghĩ rồi, nếu mà ta cũng có được đời sống phạm hạnh được rộng ràng giống như các cái vị vương tử thì hạnh phúc biết bao. Thế là ông cũng và các vương tử cho ông một đống vàng bạc, ông treo lên cây, xong rồi là mấy vương tử chạy trước, ông chạy sau, đi theo luôn. Mà ông đi làm sao mà ông lại đến trước mấy vị vương tử, chắc mấy vị vương tử mà đi tà tàng, ông chạy đến trước và thưa Đức Phật, con muốn đi theo và gia nhập tăng đoàn được không Đức Phật? Đức Phật nói được chứ, hả? Thế nào đó, kiểm lại thì theo. Thế là ông trở thành là thì theo, trong khi mấy ông kia từ tới, nó nói, em thợ cạn này nó mới cắt tóc cho mình xong, bây giờ nó ngồi đây rồi. Nhưng mà sao người ta xuống tóc rồi, mình phải kêu người ta là swing đó. Cái chuyện nó rất là vui. Rồi tiếp tục chương 2, mình cười chút xíu thôi chứ còn phải học nghiêm chỉnh, tại vì có nhiều bài lắm. Chương 2 là lịch sử của Đức Phật. Tên của Đức Phật là Sakyamuni, dòng họ của ngài, cái clan nó cũng giống như là cái last name của ngài là Sakya, năng nhân tịnh mặc, dịch có tiếng Tàu á, nó kêu là năng nhân tịnh mặc. Thế gian của ngài là Gotama, Siddhartha, tiếng Việt mình kêu là Cù Đàm, Tất Đạt Đa. Cù Đàm là giác giả hay là Thế Tôn, là người mà đã được giác ngộ rồi. Vua cha là Vua Tịnh Phạn, Suddhodana, mẹ là Hoàng hậu Maya, là con gái của vua An Hậu, nước Câu Ly là Khô Ly. Bà 45 tuổi mới thọ thai, Đức Phật sinh năm 624 BC, 7 ngày sau Hoàng hậu Maya từ trần. Tất cả những cái này quý vị biết hết rồi, phải không ạ? Em gái của bà là Maha Pasadade, trung nam thái tử, đó là Prajapati. Ngày này về sau mình kêu là Đại Mẫu Kiều Lần Di, vì nhờ vị này, sau khi mà vua Tịnh Phạn đã qua đời, quý vị nên nhớ là trước cái thời đấy, trong cái và bây giờ xưa nay hình như là thời về sau này đấy, nói chung là họ dùng chung cái tư tưởng đó. Các vua ở Việt Nam, cái dòng họ hoàng tộc của Việt Nam cũng vậy, con gái phải là quá chồng thì mới được đi tu, chứ mà con gái còn chưa nguyên không có đi tu. Thành ra khi mà bà ở nước vua Tịnh Phạn đã băng hà qua đời rồi đó, thì bà này biết có thể đi tu. Chứ trước đó bà là mẫu nghi thiên hạ, bà là vợ vua không thể đi tu được. Thì nhờ cái vua mất rồi thì bà mới có quyền đi tu. Nhờ như vậy thì chúng ta hôm nay có được các vị nữ ni có quyền gia nhập tăng đoàn, nhờ cái lòng thương quyết của bà, và xin Đức Phật mấy lần Đức Phật cho, nhưng cuối cùng là ngài cho với điều kiện là bà phải nhận tám pháp, kêu là bát tịnh pháp. Một ngày nào đó sẽ nói về cái đó. Thái tử xuất gia năm 29 tuổi, cái năm này là năm mình kêu là nó approximately, nó tương đối, tại vì ngay cả cái năm đó, bây giờ chúng ta đồng ý với nhau là 604, 544, tất cả những số này, nhưng mà rất nhiều học giả vẫn còn đang viết để mà nói thì nó không phải đâu, rồi coi lại cái năm này nè, tôi thử cái test này nè, nó là cái năm này nè, đó. Tại vì sao mà nó đâu có ghi xuống đâu, hả? Thành ra coi, dạ, coi một cách tương đối thì mình coi cái năm như thế nhé.
mình chỉ có biết là à ngày đi tu khi mà ngày đã lập gia đình rồi và có một đứa con, lúc đó là ngày bắt đầu là nghĩ rằng là cần phải tìm về khi mà có một đứa con đó, mình mới suy nghĩ là đây là cái cuộc đời của mình đó, nó gắn chặt vào trong cái đứa con này. Tại vì cái đứa con của ngài đặt tên đó là La Hầu La. La Hầu La nó theo cái nghĩa của nó có là sự trói buộc. Thì ngài đã hiểu được rằng đây là cái trói buộc. Đó là có một đứa con thôi, có đứa con thứ hai, đứa con thứ ba, cái trói buộc nó lại càng siết dần, thì nó phải đi thôi, phải đi đó. Thì ngài khi mà cái tiến trình mà ngài đi tu đó, ngài vừa thầm đi tu đó, ngài cũng rất là cảm động, tức là ngài đi vô nhìn dần bùng lên coi cái con lần cuối cùng trước khi ngài ra đi đó. Mà rất là khó, chúng ta nói là rất khó. Sư đại chúng còn sẽ còn có 5 phút nữa thôi. Bây giờ xin đại chúng tiếp tục cái chỗ một đời như thế này mình đã biết hết rồi nhé, cần đã không có để đến rừng khổ hạnh nhá, đến sông Liên Huyền nhá, của hàng 6 năm cùng với 5 người bạn nhá, đó tất cả những cái này xin đại chúng tạo hộ sư nhá. Rồi cái trang số 6 là Đức Phật sau khi thành đạt nhá, ngài có hiểu là Thích Ca Mâu Ni rồi. Rồi cuối cùng là Đức Phật nhận Niết Bàn. Trong cái phần cái bài mà hôm nay sư phát ra đó, đó là mình chấm dứt cái bài tóm lược của tuần trước đó, đó là chương 1 và chương 2. Và bây giờ cái này đó, là về chương 3. Chương 3 nói đặc biệt riêng về giáo đoàn tổ chức kinh và luật khởi nguyên. Kinh là những lời dạy của Đức Phật, luật là những cái luật lệ. Sư tôi cũng có lẽ là có nói qua luật lệ của Đức Phật đặt ra không phải là một ngày đẹp trời ngài ngồi xong người thiền ngài nói ô phải đặt cái luật này không có. Luật của Đức Phật đặt ra khi các đệ tử của ngài làm lỗi, chẳng hạn như có một người tăng đi vô trong làng rồi làm cái điều gì đó không có được oai nghi, thành ra là những cái người dân chúng đó mới nói lại với vị tăng khác hoặc là trình lại Đức Phật là cái vị tăng nó làm hành động như vậy là rất là không hay. Thế Đức Phật mới đặt ra cái luật nói là không được làm như vậy, không có hay, không có tốt cho cái sự oai nghi. Quan trọng nhất của người tu đó là oai nghi. Nếu không có oai nghi, không có cái sự chánh niệm trong khi mà mình đối xử, mình sống trong cái cộng đồng của mình, dù cộng đồng của tăng sĩ tức là cái cộng đồng nhỏ của mình hoặc là cái cộng đồng lớn hơn tức là làng xóm, phải có phải giữ oai nghi. Đấy, giữ oai nghi rất là quan trọng. Quý vị sẽ thấy cái bộ luật này phần lớn là về cái vấn đề oai nghi, để giữ cho cái người tu tu hành cẩn mật và nhờ như vậy. Sư thường hay nói giới luật nó giống như cái hàng rào. Đây là cái vực thẳm, dưới đây là vực thẳm. Nhờ cái giới luật là cái hàng rào này giữ cho mình không rơi xuống này. Nếu mà mình không có suy nghĩ ấy, mình thấy mình bỏ cái hàng rào xuống, mình thấy cái đồng hồ này ai để nó đẹp quá mình không có đem cái giới luật nó không được làm cắp. Đó, mà mau mau cất trên túi. Đó là mình rơi xuống vực thẳm. Thật ra giới luật rất là quan trọng. Đây, xin đại chúng giúp hộ sư để mà đọc cái này nhé. Rồi thì tới chúng ta sẽ đi những cái phần là quan trọng nhé. Rồi dĩ nhiên tuần tới sư lại có bài khác. Hy vọng rằng chúng ta sẽ bắt kịp mỗi người đại chúng nghỉ hơn. Sư đang giao của quý vị đến phút rồi. Xin lỗi đại chúng.